Hi, ok bạn ơi, và cuối cùng thì mình cũng đã đến được chỗ để bán đồ cắm trại nè bạn ạ. Ok, bây giờ thì hiện tại là người ta đã đóng cửa rồi, cho nên là bây giờ mình phải ngồi ở đây mình đợi người ta đến, người ta mở cửa và người ta sẽ bán gọi là đồ cắm trại chúng ta nha. Và để thực hiện được thử thách này mình đã phải đi rất là xa luôn, rất là nóng luôn bạn ơi. Trời, bạn coi nè, trời rất là nắng luôn, vậy cho nên đừng quên là hãy like ủng hộ Phong nhé. Đây thì đây các bạn ơi, bạn xem nè, đây là bên trong gọi là cái shop gọi là bán đồ cắm trại nè bạn ơi. Ở trong đây là có bán rất là nhiều đồ để đi phượt luôn bạn ạ. Có rất là nhiều những cái nón bảo hiểm nhìn rất là ngầu luôn. Có nón màu xanh trên đây nè, màu của Phong nè, màu xanh nè, nhưng mà Phong hết tiền rồi, không có tiền đâu mà mua cái này. Làm YouTuber nghèo lắm, tiền đâu mà mua. Đó đúng không? Bên đây cũng có mấy cái nón nhìn rất là dễ thương luôn nè. Đấy, ok. Còn ở chỗ này thì là nón dành cho xe đạp. Đấy. Có màu xanh luôn nè. Ok. Còn trên đây các bạn hãy xem nè, đó, quá trời ba lô luôn. Đây là những cái ba lô mà dành cho những người ta hay đi phượt các bạn, người ta sẽ dùng nha. Thì các bạn xem, nhìn giống y hệt như mấy cái ba lô của gọi là ba lô ba ở trong gọi là PUBG luôn các bạn ơi. Nhìn rất là xịn luôn. Ok. Wow, có mắt kính đó nè. Nhìn bựa vậy. Ok, để mình đeo thử cho các bạn xem nha. Hello. Đây, các bạn xem mình đây. Nhìn mình có giống siêu nhân không các bạn? Bịt mặt rồi đeo kính. Nhìn giống mấy thằng đi trộm chó hơn là siêu nhân. Thôi mình không hợp đeo mấy kính này đâu bạn ơi. Để nồi được. One hour later. Wow, mặt trăng hôm nay thật là đẹp. Chúng ta sẽ cắm trại bên dưới đây nha các bạn. À, nhưng mà ở ngoài đây tối thui à, cho nên mình sẽ bật đèn. Bật đèn lên cho nó sáng. Đấy. Cho này công tắc đèn này. Bật lên. Đấy, bật full đèn luôn. Đấy. Sáng trưng liền. Đèn đẹp, rất là đẹp luôn. Đấy, bọn mình sẽ cùng nhau cắm trại trên đây nha các bạn. Đó, cắm trại trên bầu trời luôn, khá là cao đấy. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị xong cái lều để cắm trại nè. Bây giờ mình sẽ trải cái lều này ra ở trên đây, xây dựng một cái lều nhỏ nhỏ để bọn mình cùng nhau cắm trại nha. Ok, làm thế nào? Ok, để mình lấy nó ra nè. Lều nữa các bạn. Mấy bạn ơi, ở trong đây mình thấy là nó có mấy cây nè để chúng ta gọi là xây lên cái lều nữa bạn. Mình không biết mình có lắp được cái này không nữa, này nhìn khó quá à. Nhìn khó lắm luôn á. Không biết có làm được không đây. Ok, mình sẽ thử làm nha. Ok bạn ơi, sau gọi là 30 phút, mình nói thật với các bạn luôn, từ trước giờ mình chưa bao giờ mình đi cắm trại cả, cho nên bây giờ mình lắp cái lều này mình cực kỳ mệt luôn bạn ơi. Bạn coi nè, ta da da. Đấy, chúng ta đã làm xong cái lều cắm trại rồi. Sammy đang bị nhốt trong đó bạn ơi. Rồi xong, Sammy bị nhốt trong đó luôn. Rồi xong, thôi các bạn ơi, ok. Mình sẽ nhốt Sammy trong đây luôn nha. Còn mình về nhà đây, bye bạn. Về nhà. Ok, thôi nói đùa các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong cái lều nha. Rồi Sam ơi, Sam mở thử cái cửa ra coi. Mở đi. Hay là muốn nhốt trong đó luôn. À, xịn chưa? Ok, Sam đi ra, Sam ra. Không quay bên trong. Đây, bạn coi nè. Đây. Đây, mình sẽ cho bạn coi bên trong nha. Bên trong thì mình chưa có bỏ gì bên trong hết các bạn ơi. Đó. Cho nên là bây giờ mình cần phải trang trí bên trong đã. Bên trong rất là rộng luôn, ba người ở cũng được nữa các bạn. Đó. Ok, mình sẽ trang trí nó nha. Let's go. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí bên trong đây nha. Mấy bạn đừng có hỏi tại sao mình lại mặc áo ba lỗ nha, các bạn biết sao không? Là bởi vì á, buổi sáng á, ở trên đây ánh nắng sẽ chiếu vào và nó sẽ làm cho nóng trên đây, và khi mà buổi tối mình lên đây á, thì mình cũng sẽ bị gọi là bị nóng theo á. Buổi tối nó sẽ bốc hơi lên và người sẽ rất là nóng luôn. Nhưng mà vì các bạn cho nên mình hy sinh á. Ok, đây bạn coi nè, ở chỗ này mình đang chuẩn bị một cái đèn led, chúng ta chỉ cần bật nó lên rất là đẹp luôn. Mình sẽ dùng để trang trí bên trong nha. Ok, let's go. Đi thôi. Ok bạn ơi, sau khi mà Sammy lắp xong mấy cái đèn thì nó đã gọi là dính trên cái lều cắm trại nữa bạn ơi. Đó, ok. Rồi, Sammy chuẩn bị mở đèn đó nè. 1, 2, 3. Bùm. Đó. Đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ chui vô thử nha. Đây, à khoan, từ trước khi chui vô mình sẽ cho bạn coi xung quanh nó đã. Đây. Đó. Nhìn rất là dễ thương luôn. Cái này á, mình mua mất hình như là 400 ngàn các bạn ạ. Đó. 400 ngàn để dùng để làm thử thách cho các bạn, cho nên các bạn xem video nhớ nhấn vào trong quảng cáo để ủng hộ cho mình nha.
Và đừng quên là nhấn vào nút like và subscribe kênh YouTube của mình nữa nha các bạn. Đấy, quá là đáng yêu luôn. Ok, rồi bây giờ chui vô nè. À, ok Sam. Sao thấy bên trong này như thế nào? Đẹp. Đẹp đúng không? Như tôi á. Quá đẹp luôn đúng không? Trời ơi, Sammy trang trí quá đẹp luôn bạn ơi. Gì mà dán băng keo tùm lum vậy? À, trên chắc ăn hả? Đấy. Ok rồi, để mình đóng cái lều lại sao Sam? Đóng đóng cái này lại, đóng cái này lại. Cái này là cửa đúng không? Cái này cửa để che lại, để tránh không bị mũi chích nè, không bị thú dữ tấn công hiểu không? Cái là màn gọi là tàng hình, không ai thấy được mình. Mày tàng hình nữa chứ phải nồi. Đấy, đóng lại nè. Không ai thấy mình nữa. Ok bạn ơi, thì trong lúc chúng ta cắm trại thì chúng ta sẽ cần những cái gì thì giờ mình sẽ cho bạn xem nha. Ok, thì đầu tiên nè, đây chính là cúp Minecraft để kiếm Minecraft. Đó. Real Minecraft để làm gì vậy biết không? Để tấn công những con quái vật khi mà nó đến ngôi nhà của chúng ta. Ngôi zombie á. Zombie. Mình giỡn mấy bạn cho vui thôi. Cái này đem theo để cho vui mấy bạn ơi, cho nó đẹp thôi. Ok. Rồi, tiếp theo nữa là đồ ăn. Ta ta ta. Đấy, quá trời đồ ăn luôn. Bánh nè, đấy, bánh gạo nè. Và không thể thiếu chính là nước ngọt. Coca. Lâu lâu mình mới uống một lon bạn ơi. Bạn nhớ là không được uống nhiều nha. Uống nước ngọt nhiều là sẽ rất là hại cho sức khỏe luôn á. Đấy, ok. Quá trời luôn. Và bạn biết gì nữa không? Có hai nhân vật không thể thiếu. Mấy bạn biết lại không? Đây. Tên gói ôm Phong Cận. Đó, dễ thương chưa? Và tên gói ôm Sammy. Hai cái gói ôm quá đẹp luôn bạn ơi. Ok. Có bạn nào muốn mua hai cái gói ôm này thì bạn nhớ là hãy vào trong shop herotim.vn để mua hai gói này nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu cắm trại thôi. Ơi mấy bạn ơi, nóng quá bạn ơi. Mấy bạn biết sau gọi là 30 phút mình ở trong gọi là cái lều cắm trại, bạn biết nóng cỡ nào không? Cực kỳ nóng luôn bạn ơi, cho nên là mình phải lên trên phòng nằm xíu đây. Cái bên mình là Cam nè. Cam ơi, chào mọi người đi con. Chào mọi người đi, buồn ngủ quá hả? Bởi vậy cho nên là xin phép mấy bạn là cho mình nằm đây nghỉ xíu nha. Chứ bên dưới nóng quá chịu không nổi rồi. Một tí nữa mình sẽ xuống tiếp nha. Mệt quá. Ê mấy bạn ơi, mấy bạn nghĩ rằng chúng ta có nên đem bé Cam xuống dưới lều cắm trại chung không ta? Nhìn cái mặt của nó là nhìn thấy là nó không muốn rồi các bạn. Cam thì Cam quen sống ở trong cái máy lạnh rồi các bạn ơi, cho nên là Cam không có xuống dưới đó được đâu. Cam mà vô trong lều cắm trại là Cam sẽ bị gọi là nóng quá, là Cam nó sẽ chịu không nổi các bạn ạ. Đó, mèo của Việt Nam mà mèo ta mà sang chảnh như mèo Tây vậy đó, trời ơi trời. Dậy mày, ngủ gì? Ok, thôi để cho Cam ở đây đi. Không thôi Cam nó xuống đó nó nóng tội nghiệp đó bạn ạ. Ok, để Cam ở đây nha. Ok bạn ơi, bởi vì cắm trại sẽ rất là buồn cho nên hôm nay Phong sẽ đem cái laptop mới mua của Phong lên trên đó để chơi nha. Đây. Đó, xịn chưa? Hai màn hình luôn nha, để Phong mở cho bạn coi nè. Bật lên. Chiu. Đó, đẹp chưa? Cái laptop này Phong mua nó với giá là 120 triệu nha bạn. Và Phong mua ở GVN đấy. Mấy bạn nào muốn mua cái laptop này hãy lên GVN để mua nha. Ok, đem lên trên chơi game coi. Ok bạn ơi, sau một thời gian thì nó đã bị xúc băng keo ra. Thở là trời, không sao. Mấy tí nữa mình gắn nó lại, không sao bạn ạ. Ok. Không, để bên cạnh đi, có gì đâu, để đó đi. Để tí nữa mình gắn lại nha. Ok. Thì đầu tiên khi mà dạo này cắm trại thì nó thật là bạn coi mình nè. Mồ hôi đổ ướt nhẹp luôn rồi nè. Đang rất là nóng luôn. Đầu tiên khi mà dạo bên đây cắm trại mấy bạn biết là gì không? Đó chính là cực kỳ nóng luôn bạn ơi. Mình nói thật với bạn luôn nha. Bởi vì bọn mình đang ở trên nóc nhà, cho nên là buổi sáng có ánh nắng chiếu vào, buổi tối nó bốc hơi lên và rất là nóng luôn. Mình nói thật. Bởi cho nên là mình hy sinh vì mấy bạn rất là nhiều luôn á nha. Ok. Rồi, đầu tiên là phải uống nước thôi, nóng quá. Đây, mình có Coca nè. Tôi uống được nửa chai rồi Phong ơi. Trời ơi trời. Đây, có Coca đây. Mình cực kỳ thích Coca luôn. Ok. Ở đây thì mình đang có gọi là cái bánh siêu cay nữa bạn. Bánh này ăn rất là ngon luôn. Sao mang bánh cay không? Không, bị điên ha. Sao ạ? Trời ơi, ông nhìn nè. Người ông bốc mồ hôi kìa. Bây giờ ông ăn là biến thành gọi là quả ớt luôn á. Ừ ha. Tính ra mình đang nóng mà mình ăn này là nóng lắm luôn á. Không được, được. Ok. Ở đây mình có bánh gạo nè. Vậy mình ăn bánh gạo nha. Ok. Bánh gạo được nè. Mình nghĩ bánh gạo được nè. Bánh gạo ăn không nóng. Ok. Đấy, mình sẽ lọc ra. Ui, quá trời luôn bạn ơi. Ui, quá trời luôn bạn ơi. Kỳ này mình tha hồ ăn rồi. Đây, để mình lấy một miếng bánh gạo cho bạn coi nha. Đó nè. Lúc nhỏ mình cực kỳ thích ăn cái bánh này luôn. Bởi vì bánh này rất là rẻ và cực kỳ ngon luôn. Ừ.
tiếp theo nữa mình sẽ cho các bạn coi một món ăn tuổi thơ của mình nha bạn nha. Đây, đây chính là kẹo tuổi thơ của mình đó bạn. Mitu. Các bạn coi nè, bên trong quá trời kẹo luôn. Wow, ok. Để mình nè, coi nè. Lỡ tay. Nhiều quá. Cho tôi đi, cho tôi nguyên cây luôn đi. Nè, cho Sam nè. Không, tôi muốn cái này nè cơ. Trời ơi, Sam tham lam các bạn ơi. Sam muốn lấy hết nguyên cây luôn. Ok, bạn coi nè. Trong đây có rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà mình tất nhiên rồi, mình thích là màu xanh nhất. Thôi kệ bạn ơi, bỏ. Thôi không sao, bỏ. Ok, ăn viên này. Ngon quá. Hey, rất là ngon luôn. Các bạn coi nè, bạn nào đã từng ăn kẹo này rồi chắc các bạn cũng biết bên trong sẽ có sô-cô-la rất là ngon. Ok bạn ơi, tiếp theo nữa là mình sẽ lấy sô-cô-la nè nha, lấy sô-cô-la. Mình sẽ lấy nó ra. Đó, lấy rất là nhiều sô-cô-la. Ok. Mà đây mình có một cái ổ bánh mì nè, mình sẽ lấy cái sô-cô-la mình chét lên. Đó, mình bỏ lên. Đó, nhìn hấp dẫn không? Đó, mình sẽ kẹp lại. Bánh kẹp sô-cô-la. Bánh kẹp sô-cô-la, ok, kẹp lại, ok. Quá ngon. Ok bạn ơi, bây giờ mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên để cho mình một like, một share. Và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nữa nha. Đừng quên đăng ký cho Sammy nha bạn. Ok bye bye mọi người. Đừng quên là ủng hộ cho mình đó nha. Bye bye.